Xin chào quý vị và các bạn quay lại với kênh Văn Thành Nhà Mới ha. Hôm nay thì Thành xin phép quay từ trục đường vào của một căn nhà mà với một mức giá cực kỳ rẻ luôn. Căn nhà chỉ có giá là 5,6 tỷ. Nó nằm ngay vị trí hướng tay của mình. Chỉ cứ đi đi vị trí hướng tay của mình đi thẳng tới trước thì sẽ là trục đường Hương Lộ 2 và rẽ trái một xíu thì chúng ta sẽ ra tới ngã tư Bốn Xã nha quý vị. Còn trục đường ngược lại đây, chúng ta đi thẳng vô thì chúng ta sẽ đi qua một con hẻm ngay Lê Văn Với. Nó nằm rất gần với Hương Lộ 2 quý vị nhé. Thì căn nhà hôm nay mang đến cho quý vị là một căn nhà mà nó trong cái hẻm này thì nó rất là đẹp, nó đẹp nhất trong khu này luôn quý vị nhé. Ở đây là một căn nhà một lầu hai lầu thôi. Và căn nhà hôm nay thì mang đến cho quý vị là một căn nhà một lửng hai lầu và sân thượng. Nó đẹp. Đẹp hơn những căn xung quanh. Nó khá là cao. Đây. Quý vị có thể thấy là trục đường vào chúng ta là hẻm 4m. Và xe máy dựng như thế này thì sẽ hơi vô hơi khó xíu nha. Thì xe máy người ta để trong nhà, nhưng nếu mình có xe hơi thì người ta cũng sẽ dắt vào cho mình thôi. Em ơi, với một cái khung giá chỉ có là 5,6 tỷ và còn thương lượng quý vị. Quý vị nào mà thích một căn nhà với tầm giá trên 5 tỷ nhưng mà lại nằm ngay trung tâm quận Bình Tân thì có thể là tham khảo giúp Thành căn này nhé. Đây, một trệt một lửng hai lầu và sân thượng quý vị nhé. Đây, một hẻm thông. Thì căn nhà mình mẫu nhà hiện đại. Mặt trước nhà thì quý vị có thể thấy là những cái tầng lầu sẽ có những căn phòng trước có ban công khá là cao và hệ thống cửa cũng như cái ban công thì sắt sơn giả đồng quý vị. Nhìn khá là hầm hố luôn ha. Mặt dựng trước thì còn ốp cho mình là đá hoa cương nữa. Đó, rất là xịn sò luôn nha. Và nhà mình xây rất cao so với những căn nhà khác. Thông thường thì những căn nhà mà xây sau thông thường nó sẽ cao những căn trước quý vị. Cao và có sẵn cái chỗ để chúng ta chạy xe máy lên nhé. Rồi vào bên trong thì quý vị có thể thấy là một căn nhà có gác lửng thì điều đầu tiên chúng ta nhìn đó là chúng ta có thể thấy là khoảng không gian phòng khách cực kỳ là rộng luôn, cực kỳ hoành tráng luôn quý vị. Căn nhà mình thì có diện tích là ngang 4m và dài 11m quý vị. Kết cấu một trệt một lửng hai lầu và sân thượng ạ. Tôi xin nhắc lại là căn nhà mình hiện tại đang bán với một mức giá là 5,6 tỷ và anh chị có tài chính tầm khoảng 2 tỷ là có thể sở hữu được căn nhà này rồi. Còn lại ngân hàng hỗ trợ cho vay, sổ hồng hoàn công đầy đủ hết nha quý vị nhé. Ở đây thì chúng ta có những mảng tường là ốp gạch cực kỳ là cao luôn quý vị. Này, ốp gạch rất là cao và sạch sẽ. Đó là những bức tranh này, mã đáo thành công, mang lại sự may mắn cho gia chủ nhà của mình. Rồi, ở những góc tường cầu thang thì cũng có một vài điểm nhấn cho căn nhà là dán cho mình là gạch giả gỗ quý vị. Đó, gạch giả gỗ. Còn đây thì ốp hoàn toàn bằng gỗ luôn. Và tủ này thì chúng ta có thể trưng bày những chai rượu quý chẳng hạn ha. Đây, rất là nhiều và cũng có điêu khắc phù điêu rất là đẹp ngay đây nha. Rồi, phía sau mình là một không gian bếp. Chiều dài của mình thì cũng có giới hạn thôi, chỉ có 11m thôi quý vị, cho nên là chỉ có phòng khách và phòng bếp. Và toilet sẽ tận dụng cái không gian ở dưới cầu thang nha. Đó, tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng gỗ hết nha mọi người ơi. Bằng gỗ, đó. Và có bàn thờ ông Táo ngay đây. Wow, có một đại dương cá ở đây luôn. Có những cá heo, cá mập. Rất là nhiều cá. Và sẽ có một không gian giếng trời thông tầng. Đối lưu không khí cho căn nhà của mình quý vị. Đó. Theo như Thành nghe nói thì cái giếng trời thông tầng á, thì thực sự là không cần phải to đâu, nó nhỏ nhỏ thôi thì nó lại không khí nó luồn vào lại khỏe hơn, nó mạnh hơn quý vị. Thì nghe nói vậy chứ Thành cũng không biết nha. Đó. Nghe mấy anh chị anh nói vậy. Rồi đây là phòng vệ sinh dưới cầu thang. Rồi chúng ta bắt đầu di chuyển lên nha. Phần lửng cũng như các lầu ở phía trên nha quý vị. Cầu thang thì khá là rộng rãi luôn. Và cái bậc chờ này đấy, rất là rộng rãi.
trên này chúng ta có thể sử dụng làm phòng ngủ hoặc phòng thờ hoặc là phòng khách tùy ý của mình nha quý vị. Trên này thì nó cũng không được lớn lắm và căn nhà mình thì cái hẻm cũng không được to, thì chúng ta có thể sử dụng ở dưới làm phòng khách luôn, còn trên này có thể sử dụng làm phòng thờ cũng được, hoặc là thêm một cái phòng khách phụ nếu chúng ta không có nhu cầu làm phòng thờ nhé. Dán những bức tranh tường đơn giản nhưng mà cảm giác nó khá là đẹp. Ngay cả cái bóng đèn này nhìn cũng rất là đơn giản luôn nha. Và như mọi người thấy là cái từ lớp cửa cũng như những cái khung ban công và cái phần khung sắt mà nơi cầu thang quý vị cũng là sơn giả đồng á, nhìn cảm giác nó hầm hố. Thầy thích cái kiểu này hơn là kính cường lực nha. Kiểu này nó an toàn hơn á, chứ kính cường lực á thì thành đa số thành thấy khi mà coi mấy clip trên mạng thì khi mà nó gặp trục trặc gì đó nó tự nổ, nó bể cái bụng ra thì khá là nguy hiểm. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có tầng 1, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ nha quý vị. Phòng ngủ thì cũng sẽ thoáng tại vì là có cái giếng trời thông tầng cho mình, nó sẽ đan vào cái phần không gian những phòng ngủ phía sau. Vệ sinh với chiều dài như vậy thì chỉ có thể thiết kế một cái phòng vệ sinh ở giữa và hai phòng ngủ sẽ sử dụng chung thôi quý vị. Đó. Để chúng ta lấy được tối đa không gian của phòng ngủ, chứ nếu mà sử dụng mà cái phòng ngủ mà có toilet bên trong thì mỗi phòng ngủ chắc có chưa tới 10 mét vuông thì rất là nhỏ, cho nên đôi lúc nó có hai ý kiến trái chiều. Một ngày 50% khách hàng lại thích phòng ngủ ở trong phòng ngủ sẽ có phòng vệ sinh, nhưng mà 50% còn lại thì không quan trọng, chủ yếu là cái không gian sống của mình nó rộng hơn thôi. Đó thì đi làm về mệt mỏi, sinh hoạt vợ chồng hoặc là ngồi với con cái nhưng mà cái không gian nó quá nhỏ thì cũng không được, đúng không ạ? Và chúng ta sử dụng không gian này thì nó rộng hơn. Ra ban công thì chúng ta tuy mới tới lầu 2 thôi nha, nhưng mà chúng ta có thể thấy là nhà mình là đã cao hơn so với những căn nhà khác rồi. Đây, cao, rất cao luôn quý vị. Đây, cái chung cư này thì hình như là nằm ở mặt tiền đường Hòa Bình thì phải. Đó, thì nằm ngay ngã tư bốn xã chạy xuống một tí đó. Thì căn nhà mình là có hai hướng di chuyển là từ Lê Văn Quế đi vào hẻm cũng được, mà đi hẻm Hương Lộ 2 để vào nhà cũng được nha quý vị. Giá bán thì luôn là một cái mức giá công khai 5.6 tỷ và còn thương lượng nữa. Cô chú anh chị nào mà quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ trực tiếp cho Thành qua số hotline hoặc là nhắn tin Zalo cho Thành nha. Rồi, ngoài cái giếng trời thông tầng chúng ta sẽ có một cái giếng trời ngay không gian cầu thang đó, lấy một khoảng sáng nhất định cho căn nhà của mình. Rồi, với một cái không gian tầm thượng thì chúng ta sẽ có một phòng thờ sân thượng nhỏ sau. Sân này thì chúng ta chính xác hơn là sẽ gọi là sân phơi. Chúng ta dùng để làm sân phơi quý vị. Sau lưng mình, nhà mình là có một cái trường gì đấy, như là trường tiểu học hay trung học gì bên chị Đông đó quý vị. Đây là bộ máy giặt nha. Đây là bộ máy giặt. Tiếp đến thì phòng thờ nhé mọi người. Phòng thờ tầm khoảng nhỏ nhỏ vừa phải. Và cuối cùng đây là sân thượng trước tầm khoảng 12 mét vuông. Đây, chúng ta có thể thấy cái hẻm vào của mình này. Từ hẻm này quẹo phải thì chúng ta ra Hương Lộ 2 và quẹo trái thì chúng ta sẽ ra Lê Văn Quế quý vị nhé. Nhà mình như Thành đã nói nó cao hơn những căn nhà khác rất là nhiều nhé. Đó. Rồi thì Thành xin phép nhắc lại thông tin của căn nhà này ha. Căn nhà mình tọa lạc tại vị trí là cách mặt tiền đường Hương Lộ 2 tầm khoảng 200 m, và cách ngã tư bốn xã tầm khoảng là 500 m quý vị. Ai muốn di chuyển đi thành phố này, đi các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì rơi vào tầm 5-10-15 phút thôi. Rồi, giá bán căn nhà thì 5.6 tỷ và còn thương lượng quý vị là quan tâm thì số hotline nha, và đừng quên kênh ủng hộ cho Thành nhé. Bây giờ thì Thành xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau ạ.